Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin du học rồi ở lại bất hợp pháp, sinh viên từ Việt Nam bị Mỹ cho vào sổ đen. Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS mới đây đã đề xuất hạn chế thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế du học tại Mỹ, đặc biệt là sinh viên đến từ các quốc gia như Việt Nam. Thông tin được công bố trên trang công báo chính phủ để lấy ý kiến của công chúng. Theo đề xuất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, hầu hết sinh viên quốc tế du học tại Mỹ theo visa diện F sẽ chỉ được cấp visa tối đa 4 năm dù thời gian của chương trình học và trao đổi dài hơn. Nếu muốn tiếp tục ở lại, các sinh viên phải xin gia hạn visa. Đây là hình ảnh chụp màn hình đề xuất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về hạn chế thị thực sinh viên công bố trên trang công báo của chính phủ để lấy ý kiến của công chúng. Từ trước đến nay, sinh viên quốc tế có thể ở lại Mỹ hợp pháp đến khi nào kết thúc chương trình học, thời gian có thể là 5 năm hoặc lâu hơn. Điểm đáng chú ý là Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đề xuất chỉ cấp visa tối đa 2 năm cho những sinh viên có quốc tịch hoặc được sinh ra ở 59 quốc gia, trong đó phần lớn là các quốc gia châu Phi cùng một số nước Trung Đông và châu Á bao gồm có Việt Nam. Điểm đặc biệt là các nước trong danh sách này theo DHS hoặc là tổ chức tài trợ khủng bố hoặc là có tỷ lệ công dân ở lại Mỹ quá thời gian thị thực từ 10% trở lên. Việt Nam nằm trong số các quốc gia cùng với Philippines ở khu vực Đông Nam Á có số lượng người ở lại quá hạn visa đủ để DHS đưa vào đề xuất giới hạn thị thực 2 năm. Theo đó, các sinh viên sinh ra ở các quốc gia nêu trên dù đang sống ở các nước không nằm trong danh sách này vẫn bị áp dụng luật mới đề xuất khi xin du học ở Mỹ. Theo những thay đổi mới được DHS đề xuất, bất cứ ai thuộc diện trên muốn ở lại lâu hơn phải xin gia hạn hoặc xin cấp thị thực mới. Đây là hình ảnh của Lê Đức Chí, cháu nội nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh học tập và định cư tại Mỹ, về nước chịu tang ông nội vào hồi tháng 5 năm 2019. Aaron, ông là một luật sư, nhận định trên trang tweet cá nhân rằng việc xin gia hạn hoặc xin cấp thị thực mới sẽ không đảm bảo rằng yêu cầu gia hạn hoặc cấp thị thực mới của họ sẽ được chấp thuận. Luật sư Khanh Phạm hiện đang hành nghề tại Houston, Texas giải thích thêm rằng sở di trú sẽ xem xét liệu trong thời gian học sinh, học viên học có tiến triển trong ngành học của họ hay không, hay họ đang kéo dài thời gian. Và nếu sở di trú thấy họ kéo dài thời gian thì có thể bị bác đơn xin gia hạn đó. Thông báo của DHS cũng cho biết rằng bộ này cũng đã đề xuất yêu cầu ấn định thời gian thị thực cho cả những người đến Mỹ theo chương trình khách trao đổi và đại diện truyền thông, thông tin nước ngoài để khuyến khích việc tuân thủ chương trình bên cạnh việc giảm thiểu gian lận và tăng cường an ninh quốc gia. DHS cũng cho biết họ đã chấp nhận hơn 2 triệu người nước ngoài vào Mỹ bằng thị thực sinh viên, khách trao đổi và đại diện truyền thông thông tin nước ngoài theo diện không định cư trong năm tài khóa 2018. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết rằng đề xuất mới được đưa ra nhằm ngăn chặn những vi phạm về nhập cư, khuyến khích sinh viên quốc tế về nước đúng thời hạn. Đây là hình ảnh Hoàng Quốc Cường, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đang học tập tại Mỹ. Quan chức cấp cao thứ hai của Bộ An ninh Nội địa Mỹ Ken nói trong thông báo của DHS về những đề xuất mới được đăng trên trang web của Bộ vào hôm 24 tháng 9 rằng việc sửa đổi các quy định liên quan là rất quan trọng trong việc cải thiện các cơ chế giám sát chương trình, ngăn chặn đối thủ nước ngoài khai thác môi trường giáo dục của đất nước và thực thi đúng đắn cũng như củng cố luật pháp nhập cư của Hoa Kỳ. Đề xuất mới của DHS đưa ra một ví dụ về một sinh viên không được xác định từ nước nào đã lưu trú ở Mỹ bằng thị thực sinh viên từ năm 1991 để tham gia học ở trường dạy nhảy và múa. Tuy nhiên, bộ này không cho biết cụ thể có bao nhiêu sinh viên đã sử dụng thị thực dành cho sinh viên cách tương tự như vậy. Giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Mỹ đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông không ngạc nhiên khi Việt Nam nằm trong danh sách các nước có số lượng người ở lại quá hạn thị thực trên 10% vì ông đã thấy nhiều sinh viên qua Mỹ học và muốn ở lại mặc dù ở trường của ông chưa có trường hợp sinh viên Việt Nam nào vi phạm quy định này. Giáo sư Cường cho biết như sau, F1 visa tức là dành cho sinh viên du học rất là lỏng lẻo. Khi chứng minh mà vẫn đang học ở trường thì visa vẫn có giá trị. Nhiều sinh viên lợi dụng ở đó rất lâu, có lúc bằng cử nhân 4 năm mà họ có thể gia hạn đến 6-7 năm, nên DHS đặt câu hỏi tại sao như vậy thôi. Những đề xuất này DHS muốn đưa ra để tăng cường an ninh của nước Mỹ. Từ trước đến giờ, chính phủ Mỹ không đặt ra những câu hỏi tại sao sinh viên trễ trong ngày khi ra trường. Và bây giờ, theo chúng tôi được biết,
Những đề nghị này của DHS đưa ra là muốn để củng cố thêm vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ. Theo giáo sư Cường, đề xuất này có thể làm một số sinh viên Việt Nam thấy khó khăn và không muốn đi du học ở Mỹ nữa vì Việt Nam nằm trong danh sách bị hạn chế visa 2 năm ở Mỹ. Nhưng theo ông, điều này không đáng lo ngại nếu sinh viên đi học đàng hoàng và có lý do hợp lý. Đây là hình ảnh chụp bài báo trong nước trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán tiết lộ con trai của ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đang du học tại Mỹ. Giáo sư Cường cũng giải thích như sau: tôi nghĩ chính phủ Mỹ luôn đang giang tay để đón nhận các bạn từ Việt Nam qua đây du học. DHS làm cách này để an ninh quốc gia chặt chẽ hơn trước và sự kiểm soát chặt chẽ hơn mà thôi, chứ không phải là cố ý làm như vậy để không khuyến khích sinh viên qua Mỹ học. Việt Nam nằm trong số các nước có số lượng sinh viên lớn tham gia sang Mỹ du học với mức tăng 17 năm qua liên tiếp. Và theo báo cáo của Open Door của Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ, có 24.392 sinh viên Việt Nam học tập ở Mỹ trong niên học 2018-2019. Theo Sứ quán Mỹ tại Hà Nội, sinh viên quốc tế chiếm đến 5,5% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ và sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu đô la cho nền kinh tế nước Mỹ. Đề xuất mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang được lấy ý kiến trong vòng một tháng đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Rất khó để biết được đề xuất này có trở thành đạo luật hay không, và nếu trở thành luật thì khi nào sẽ có hiệu lực, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Luật sư Khanh cũng nhận định rằng nếu những điều luật mới này qua thời điểm đóng góp ý kiến và trở thành luật thì chắc chắn sẽ là bị kiện và có thể bị tạm ngưng, vì hiện tại có rất nhiều luật sư và trường học lo ngại về những thay đổi đối với thời gian thị thực cho sinh viên, do du học sinh là một nguồn lợi tức cao, do đó sẽ dẫn đến việc Bộ Giáo dục Mỹ có thể hành động để can thiệp. Còn nếu được phê duyệt thì bộ quy định này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học tập của khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ. Và trở lại với số liệu thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ công dân ở lại Mỹ quá thời gian thị thực từ 10% trở lên. Điều này có vẻ như mâu thuẫn với niềm tự hào của chính quyền Cộng sản Việt Nam, khi những người đứng đầu Đảng và Nhà nước vẫn thường ngạo mễ nói rằng chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này, hay là đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Nhất là mới đây, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 8 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ như sau. Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài người ta nói, nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Ngay sau phát biểu của ngài Thủ tướng Việt Nam, cộng đồng mạng đã đưa ra hình ảnh con trai chính thức duy nhất của ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu đang định cư và có thẻ xanh ở Hoa Kỳ. Không chỉ đương kim thủ tướng có con trai đang định cư ở Mỹ, mà trong chính quyền cộng sản có rất nhiều lãnh đạo cấp cao có con cháu đang sống ở siêu cường thế giới, đại diện cho hình thái kinh tế xã hội thù địch tư bản chủ nghĩa đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể kể ra đây là con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và con trai và con gái của tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, con trai của trưởng ban bảo vệ chăm sóc và sức khỏe cán bộ trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu nội của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, con trai của nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và còn rất nhiều nữa. Facebook Thạch Thảo từ năm 2019 gọi đây là hiện tượng cha ông đánh Mỹ nhưng con cháu lại có quốc tịch Mỹ. Bà viết như sau: làm quan Việt Nam so sánh giữa lương bổng với tài sản là một khoảng cách khủng khiếp. Tìm hiểu sẽ giật mình vì ai cũng giàu có, biệt phủ, bất động sản trong và ngoài nước. Nhiều nhân vật cao cấp có phần đằng sau những dự án kinh tế, tập đoàn lớn, con số đếm không xuể nếu kê khai ra. Cứ làm quan một thời gian là kéo theo dòng họ ba đời vào vị trí nắm chức quyền. Người ta ưu tiên lý lịch nhất thân nhì thế hơn là năng lực. Đây là một trong những yếu tố tạo nên dị biệt, đưa đất nước Việt Nam thụt lùi, không như các quốc gia tiến bộ. Đúng là thiên đường, vậy mà người ta không biết hưởng, lo xa tìm đường an phận, tại bản doanh sân sau lại là đế quốc Mỹ mới oai oăm. Theo thông tin của tờ báo Wall Street Journal công bố tư liệu từ Mỹ, thì cái dòng thác tiền dưới danh nghĩa đầu tư theo chương trình EB-5 của quan chức và người giàu Việt Nam chiếm tỷ số rất cao. Số tiền đầu tư vào bất động sản chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Và với số bất động sản như vậy, thì nếu có biến động xã hội, chính trị thì trong tay họ đã có tấm thẻ xanh hay bằng quốc tịch Hoa Kỳ. Và thời đại quang vinh, sống hai mặt giả dối, quan chức cấp thấp chạy, quan chức cấp cao cũng chạy, hiện tại phải gọi là vô số kể
cho con cháu gia đình quan chức đang sống an toàn mọi nơi trên nước Mỹ. Các quan Việt Nam nói một đường là một nẻo, không biết đâu mà mò. Lẽ nào qua Mỹ tìm đường cứu nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 với bản tin Du học rồi ở lại bất hợp pháp, sinh viên Việt Nam tại Mỹ bị cho vào sổ đen. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.